Điều bất cộng trụ thứ ba. 18. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông Cấp Cô Độc. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khâu Ni Thun La Nanda xu hướng theo Tỳ Khâu Akritha. Trước đây là người huấn luyện chim ưng, là vị đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo. Các Tỳ Khâu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao ni sư Thun La Nanda lại xu hướng theo Tỳ Khâu Akritha? Trước đây là người huấn luyện chim ưng, là vị đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo. Sau đó, các Tỳ Khâu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khâu. Các Tỳ Khâu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng Tỳ Khâu lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các Tỳ Khâu rằng: này các Tỳ Khâu, nghe nói Tỳ Khâu Ni Thun La Nanda xu hướng theo Tỳ Khâu Akritha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, là vị đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các Tỳ Khâu, vì sao Tỳ Khâu Ni Thun La Nanda lại xu hướng theo Tỳ Khâu Akritha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, là vị đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo vậy? Này các Tỳ Khâu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các Tỳ Khâu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin, và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các Tỳ Khâu rằng: và này các Tỳ Khâu, các Tỳ Khâu Ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị Tỳ Khâu Ni nào xu hướng theo vị Tỳ Khâu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo, là vị Tỳ Khâu không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo pháp, theo luật, theo lời giáo huấn của bậc đạo sư. Vị Tỳ Khâu Ni ấy nên được nói bởi các Tỳ Khâu Ni như sau: này ni sư, vị Tỳ Khâu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo, là vị Tỳ Khâu không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo pháp, theo luật, theo lời giáo huấn của bậc đạo sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị Tỳ Khâu ấy. Và khi được nói như vậy bởi các Tỳ Khâu Ni, mà vị Tỳ Khâu Ni ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị Tỳ Khâu Ni ấy nên được các Tỳ Khâu nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ, vị ni này cũng là vị phạm tội bất cộng trụ, không được cộng trú, là người nữ xu hướng theo kẻ bị phạt án treo. 19. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm Tỳ Khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ Khưu ni. Người nữ đi khất thực là Tỳ Khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là Tỳ Khâu Ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là Tỳ Khâu Ni. Là Tỳ Khâu Ni do sự thừa nhận. Là Tỳ Khâu Ni do tự mình xác nhận. Là Tỳ Khâu Ni khi được Đức Phật nói rằng: này Tỳ Khâu Ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là Tỳ Khâu Ni. Người nữ hiền thiện là Tỳ Khâu Ni. Người nữ có thực chất là Tỳ Khâu Ni. Người nữ thánh hữu học là Tỳ Khâu Ni. Người nữ thánh vô học là Tỳ Khâu Ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khâu Ni. Ở đây,
vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị Ni này là vị Tỳ Khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong cùng tranh giới. Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. Theo pháp, theo luật, theo pháp nào đó, theo luật nào đó. Theo lời giáo huấn của bậc đạo sư, theo lời giáo huấn của Đức Phật, theo lời giáo huấn của đấng chiến thắng. Không tôn trọng nghĩa là gì? Không tuân theo hội chúng, hoặc không tuân theo cá nhân, hoặc không tuân theo hành sự. Không hối cải nghĩa là bị phạt án treo chưa được thu hồi. Không thể hiện tình đồng đạo nghĩa là các tỳ khưu có sự đồng cộng trú giống nhau được gọi là các đồng đạo. Vì ấy không có điều ấy với các vị ấy, vì thế được gọi là không thể hiện tình đồng đạo. Xu hướng theo vị ấy, vị ấy có quan điểm gì, có điều mong mỏi gì, có sự thích ý gì, thì cô ni ấy cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi ấy, có sự thích ý ấy. 20. Vị Tỳ Khưu Ni ấy, tức là vị Tỳ Khưu Ni xu hướng theo vị bị phạt án treo. Bởi các Tỳ Khưu Ni, tức bởi các Tỳ Khưu Ni khác, các vị ni nào thấy, các vị ni nào nghe, các vị ni ấy nên nói rằng: Này ni sư, vị Tỳ Khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị Tỳ Khưu không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo pháp, theo luật, theo lời giáo huấn của bậc đạo sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị Tỳ Khưu ấy. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ni ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu không dứt bỏ thì phạm tội dukkata, tức tác ác. Các vị ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội dukkata, tác ác. Vị Tỳ Khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng, rồi nên được nói rằng: Này ni sư, vị Tỳ Khưu ấy đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị Tỳ Khưu không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo pháp, theo luật, theo lời giáo huấn của bậc đạo sư. Này ni sư, chớ có xu hướng theo vị Tỳ Khưu ấy. Nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ni ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp. Nếu vị ni ấy không dứt bỏ thì phạm tội dukkata, tác ác. 21. Vị Tỳ Khưu Ni ấy nên được nhắc nhở. Và này các Tỳ Khưu, nên được nhắc nhở như vậy: hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ Khưu Ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch chư Đại Đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ Khưu Ni này tên như vậy, xu hướng theo vị Tỳ Khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị Tỳ Khưu không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo pháp, theo luật, theo lời giáo huấn của bậc đạo sư. Vị ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên nhắc nhở Tỳ Khưu Ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. Bạch chư Đại Đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ Khưu Ni này tên như vậy, xu hướng theo vị Tỳ Khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo là vị Tỳ Khưu không tôn trọng, không hối cải, không thể hiện tình đồng đạo theo pháp, theo luật, theo lời giáo huấn của bậc đạo sư. Vị đi ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở Tỳ Khưu Ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại Đức Ni nào đồng ý việc nhắc nhở Tỳ Khưu Ni tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị Ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì như trên.
Tôi xin thông báo sự việc này đến lần thứ ba như trên. Tỳ Khưu Ni tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 22. Do lời đề nghị thì phạm tội tác ác. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội trọng tội. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội bất cộng trụ. 23. Vị ni này cũng được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. Là vì phạm tội bất cộng trụ cũng giống như tảng đá lớn bị bể làm hai, không thể gắn liền lại được. Tương tự như thế, vị Tỳ Khưu Ni khi đang được nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu từ bỏ thì không còn là nữ sa môn, không phải là thích nữ. Vì thế được gọi là vị phạm tội bất cộng trụ. Không được cộng trú. Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng với bổn giới luật, có sự học tập giống nhau. Điều ấy gọi là sự cộng trú. Vị đi ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không được cộng trú. 24. Hành sự đúng pháp. Nhận biết là hành sự đúng pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội bất cộng trụ. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội bất cộng trụ. Hành sự đúng pháp lầm tưởng là hành sự sai pháp, vị ni không dứt bỏ thì phạm tội bất cộng trụ. Hành sự sai pháp lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội tác ác. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Hành sự sai pháp nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội tác ác. 25. Vị ni chưa được nhắc nhở, vị ni dứt bỏ, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều bất cộng trụ thứ ba. Điều bất cộng trụ thứ tư. 26. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông Cấp Cô Độc. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư nhiễm dục vọng thích thú sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, thích thú sự nắm lấy chéo áo choàng của người nam, đứng chung, trò chuyện, đi đến nơi hẹn hò, thích thú sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư nhiễm dục vọng lại thích thú sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, thích thú sự nắm lấy chéo áo choàng của người nam, đứng chung, trò chuyện, đi đến nơi hẹn hò, thích thú sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy? Sau đó các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, nghe nói các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư nhiễm dục vọng thích thú sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, thích thú sự nắm lấy chéo áo choàng của người nam đứng chung, trò chuyện, đi đến nơi hẹn hò, thích thú sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các Tỳ Khưu, vì sao các Tỳ Khưu Ni nhóm lục sư nhiễm dục vọng lại thích thú sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng,
thích thú sự nắm lấy chéo áo choàng của người nam đứng chung trò chuyện, đi đến nơi hẹn hò, thích thú sự viếng thăm của người nam đi vào nơi che khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy vậy. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vì tỳ khưu ni nào nhiễm dục vọng, thích thú sự nắm lấy cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, hoặc thích thú sự nắm lấy chéo áo choàng của người nam, hoặc đứng chung, hoặc trò chuyện, hoặc đi đến nơi hẹn hò, hoặc thích thú sự viếng thăm của người nam, hoặc đi vào nơi che khuất, hoặc kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni này cũng là vi phạm tội bất cộng trụ, không được cộng trú, là người nữ liên quan tám sự việc. 27. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Nữ nhiễm dục vọng, nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, có tâm quyến luyến. Nam nhiễm dục vọng, nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao khát, có tâm quyến luyến. Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ xoa nam, không phải ma nam, không phải thú đực, có sự hiểu biết, có khả năng thực hiện việc xúc chạm cơ thể, hoặc thích thú sự nắm lấy cánh tay. Cánh tay nghĩa là tính từ cùi chỏ cho đến đầu móng tay, nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy. Vị ni thích thú sự nắm lấy từ xương đòn ở cổ trở lên và đầu gối trở xuống thì phạm tội trọng tội. Hoặc thích thú sự nắm lấy chéo áo choàng, nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni thích thú sự nắm lấy hoặc tấm choàng dưới hoặc tấm choàng trên thì phạm tội trọng tội. Hoặc đứng chung, nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm tội trọng tội. Hoặc trò chuyện, nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni đứng trò chuyện trong tầm tay của người nam thì phạm tội trọng tội. Hoặc đi đến nơi hẹn hò, nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, vị ni đi đến địa điểm tên như vậy đã được người nam nói ra thì phạm tội tác ác theo mỗi bước đi. Khi đã vào ở trong tầm tay của người nam thì phạm tội trọng tội. Hoặc thích thú sự viếng thăm của người nam,
Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, dị ni thích thú sự giếng thâm của người nam thì phạm tội tác ác. Khi đã vào ở trong tầm tay của người nam thì phạm tội trọng tội. Hoặc đi vào nơi che khuất, nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, khi đã vào trong chỗ được che kín bởi bất cứ vật gì thì phạm tội trọng tội. Hoặc kề sát cơ thể nhằm mục đích ấy, nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ấy, dị ni đứng trong tầm tay của người nam kề sát cơ thể thì phạm tội trọng tội. 28. Dị ni này cũng được đề cập có liên quan đến các dị ni trước đây, là vì phạm tội bất cộng trụ, cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn không thể tăng trưởng được nữa. Tương tự như thế, vị tỳ khưu ni khi làm đủ 8 sự việc thì không còn là nữ sa môn, không phải là thích nữ, vì thế được gọi là vị phạm tội bất cộng trụ. Không được cộng trú. Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc độc tụng giới bổn giới luật, có sự học tập giống nhau, điều ấy gọi là sự cộng trú. Vị ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là không được cộng trú. 29. Không cố ý, vị ni thất niệm, vị ni không hay biết, vị ni không thích thú, vị ni bị điên, vị ni có tâm bị rối loạn, vị ni bị thọ khổ hành hạ, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều bất cộng trụ thứ tư. 30. Bạch chư đại đức ni, 8 điều bất cộng trụ đã được đọc tụng xong. Vị tỳ khưu ni vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này thì không có được sự cộng trú cùng với các tỳ khưu ni. Trước đây như thế nào thì sau này là như vậy. Vị ni ấy là vị ni phạm tội bất cộng trụ, không được cộng trú. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức ni rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức ni được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.